Vâng, xin chào các bạn. Hôm nay Jaguar Luxury sẽ giới thiệu tới các bạn một mẫu đồng hồ cực kỳ đặc biệt. Vâng, có thể nói là độc nhất vô nhị trong thế giới đồng hồ. Và mẫu đồng hồ này thì có thể hoạt động vĩnh cửu, có nghĩa là không bao giờ cần cấp năng lượng, không cần lên cót, không cần pin, không cần gì cả. Vâng, đó chính là mẫu đồng hồ Atmos. Và mẫu đồng hồ Atmos này thì của thương hiệu Jaeger-LeCoultre, một thương hiệu rất là nổi tiếng như thế giới đồng hồ rồi. Trước hết thì chúng ta hãy tìm hiểu là mẫu đồng hồ Atmos này hoạt động như thế nào. Vâng, như bạn thể thấy ở đây thì chúng ta có một con lắc đang chạy qua lại. Vâng, con lắc này thì có tác dụng giống như bánh xe cân bằng ở trên đồng hồ đeo tay. Nhưng mà bạn có thể thấy là con lắc này hoạt động rất là chậm. Bình thường thì đồng hồ đeo tay hoạt động 28.800 nhịp mỗi giờ, và tính ra khoảng 8 nhịp mỗi giây. Nhưng mà bạn ấy thấy con lắc này thì hoạt động một nhịp mất khoảng mười mấy giây liền. Chính vì hoạt động chậm như vậy nên nó sẽ tiết kiệm năng lượng và cho chiếc đồng hồ hoạt động lâu hơn. Vậy con lắc này lấy năng lượng từ đâu? Nó lấy năng lượng từ sự thay đổi nhiệt độ môi trường xung quanh. Đó cũng chính là cái tên Atmos. Atmos là viết tắt của Atmosphere, có nghĩa là không khí. Như bạn thấy thì ở phần này chúng ta có một cọng dây. Cọng dây này thì để giúp dễ dàng truyền cái nhiệt từ môi trường bên ngoài vào trong chiếc đồng hồ hơn. Trong cái bình sắt ở đằng sau này chứa đầy khí ethylene chlorua. Nhiệt độ bay hơi của chiếc khí này vào khoảng 12 độ C. Vì thế trong khoảng 20 độ là nhiệt độ bình thường của căn phòng thì chiếc khí này sẽ có thay đổi thể tích đáng kể nhất. Và chính vì thế nó được sử dụng cho chiếc đồng hồ này. Mỗi lần mà cái chất khí ethylene chlorua ở trong cái hộp này thay đổi thì cái thành sắt nó cũng sẽ di chuyển một chút. Và cái thành nó sẽ kéo theo cái dây xích ở đây. Và cái dây xích này sẽ kéo qua kéo lại và làm cho cái bánh lắc ở dưới di chuyển. Sự di chuyển của bánh lắc phía dưới sẽ làm di chuyển hai cái thanh ở trên cái vị trí này. Và hai cái thanh này sẽ hoạt động như là bộ thoát của đồng hồ. Và sẽ lấy nhịp và làm cho kim giờ, kim phút di chuyển. Vâng, về cơ bản thì mẫu đồng hồ này hoạt động theo nguyên tắc là thay đổi nhiệt độ không khí xung quanh. Và xét trên lý thuyết thì chiếc đồng hồ này không bao giờ cần lên dây cót. Và vì thế nó có thể gọi là đồng hồ vĩnh cửu. Vâng, đó là về cơ chế hoạt động của chiếc Atmos. Còn tiếp theo thì chúng ta sẽ cùng nói về cách thức bảo quản chiếc đồng hồ này. Vì đây là một cơ chế rất là phức tạp nên cách bảo quản cũng phức tạp không kém. Những cái bộ phận bên trong chiếc đồng hồ này thì rất dễ bị hư hỏng. Vậy nên bạn phải nâng như nâng trứng, hứng như hứng hoa. Và một khi chiếc đồng hồ này đã được cố định thì bạn không nên di chuyển qua lại. Vậy nếu bạn muốn di chuyển chiếc đồng hồ này thì làm như nào? Vâng, trước hết thì chúng ta sẽ tháo cái lớp kính bên ngoài. Tháo cái lớp kính bên ngoài của chiếc đồng hồ. Vâng, mỗi chiếc đồng hồ thì sẽ có một thiết kế khác nhau, nhưng mà về cơ bản nó sẽ có tháo được lớp kính bên ngoài như thế này. Đó, bạn thấy cần gạt ở đây. Cái cần gạt này sẽ cố định cái bánh lắc và là cho nó không di chuyển được nữa. Nhưng mà để cố định cái bánh lắc này thì bạn phải đợi bánh lắc không di chuyển nữa, có nghĩa là quay hết sang một phòng, phải đợi nó quay hết một vòng và đến lúc không di chuyển nữa. Vâng, để lúc này bạn nhanh tay gạt cái cần này sang một bên để cố định. Và như thế chúng ta có thể di chuyển mẫu đồng hồ này an toàn mà không sợ bị hỏng hóc. Vâng, có một điểm bạn cần chú ý là để chiếc đồng hồ này có thể hoạt động chính xác thì bạn phải đặt nó trên một mặt phẳng. Và chiếc đồng hồ này cũng có một cơ chế riêng để kiểm tra độ cân bằng. Đó chính là phần bong bóng ở dưới này. Đấy, khi nào bong bóng nước mà ở phần trong vòng tròn, có nghĩa là chiếc đồng hồ này đủ điều kiện để hoạt động bình thường. Vâng, và tóm lại thì đây là một thiết kế cực kỳ đặc biệt, có 102 và là một vật trang trí rất đẹp trên tủ hay là trên bàn tiếp khách của bạn. Nếu bạn muốn quan sát chiếc đồng hồ này ở ngoài đời, các bạn có thể đến 59 Lý Nam Đế và gặp Jaeger Luxury. Xin chào và hẹn gặp lại.